Anh Tim thì thích trải nghiệm những cái điều mới mẻ, cho nên là sẵn sàng cho anh Tim tham gia. Làm mẹ hả? Được chứ. Tim nghĩ tới mẹ của mình. Cái người mà Quỳnh Anh nghĩ tới nhiều nhất đó chính là mẹ của Quỳnh Anh. Chỉ có nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Mẹ chỉ muốn cho mình có những điều tốt đẹp nhất, không có muốn cho mình lo lắng. Khi mà mình bắt đầu chuyển qua một cái ngã rẽ mới trong cuộc đời của mình, và cái ngã rẽ đó nó vô cùng quan trọng, thì mình cần ba mẹ bên cạnh rất là nhiều. Chắc là Tim cũng sẽ liều mình thử xem là những cái khó khăn đó nó sẽ như thế nào, để mà mình còn có thể chia sẻ với vợ mình sau này khi mà vợ mình có em bé thứ hai.